Thì giờ sẽ chơi nguyên môn của chế độ mình nhé. Mình không qua bộ đây đây. À, thứ nhất mình có một tin buồn cho mọi người là mình hết trong mạng pha lê rồi, nên là bản sau chúng ta sẽ kéo có gacha nha. Phải lờ thật, không biết đó, Elisarin tôi cày chưa để chơi được cày rồi, cày rồi đánh 99 luôn. Vực tin nữa đánh đây, vực mai đánh được. Và ok, thì hôm nay vào luôn chủ đề chính thôi. Thì hôm nay mình sẽ nói, mình sẽ giới thiệu bản 5.8 và nói chút về bản 5.9. Thật ra không hẳn là một chút đâu, bởi vì mấy người em phải tôi lướt, bởi vì bản 5.9 mà rất nhiều ảo chưa được ấy, nên tôi tôi gọi là kể chút và không có hình ảnh minh họa nha. Mọi người có thể lên mấy cái trang của như là ông Marisa Honka để mấy ông xem hình ảnh. Còn đây thì tôi nói tiếng Việt thôi, còn ông nào mà học tiếng Anh thì hoặc là mấy ông hiểu tiếng Anh mới ông có thể qua đó coi. Thật ra về các bạn này ổng cũng chẳng nói, mà ổng kiểu ổng đưa chữ lên thì nó kiểu đọc khó chịu lắm nhá. Ở bản 5.8 chúng ta sẽ không có một nhân vật S nào hết, mà thay vào đó chúng ta sẽ có một nhân vật A. Grisel là một nhân vật ở trong bối trục hỏa, rồi họa sĩ vẽ nên thế giới, thuộc tính dị năng hệ vật lý và có một con hiệp sĩ đứng sau, nói chung cũng gọi là cover đấy. Thì đây là một nhân vật hỗ trợ sử dụng vũ khí là thánh giá. Thì hình như nó có cả siêu hạng đây, nó có cái siêu hạng đây, mà chắc các bạn sau mình sẽ không lấy Grisel nhé, sẽ không lấy full Grisel bởi vì tôi hết mẹ pha lê rồi. Thôi vết thánh của nó Depicter Impression. Set này thì hiệu quả vết thánh của nó bao gồm là tăng sát thương vật lý khi tụt máu nhánh và mây này thì đợi tới khi nào ra chính thức tầm cũng tầm gần rồi đấy, ra chính thức thì sẽ có một clip riêng về Grisel nhá. Rồi vũ khí mới, vũ khí địch tội thắt lôi vàng. Đây là vũ khí mới của HOT đấy, thế là HOT có hai cây chấn luôn. Đây là hạng loại siêu hạng. Mọi người đừng nhầm cái cây này với cái cây chấn của HOT hiện tại nha. Hai cây khác nhau nha. Thì cái này là một chìa khóa thần mới và chúng ta sẽ phải ghét cha cây này nhá. Thôi. Kéo cốc pha lê, kéo quay nhá. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ nhận free vết thánh Elisa Paragon. Vết thánh 5 sao, hiệu quả là sát thương người tố lôi tăng, số hit 30, tất cả sát thương tăng, phế éo chịu được. Nói chung dành cho anh em nào thích chơi khổ của khổng đô vô. Rồi trang phục mới, chúng ta sẽ có hai trang phục mới, trang phục của Herschel Plunder Haunt Dirt. Cái này là Dusk Haunted này là bị ám này, Dusk này thì hoàng hôn rồi. Dusk Dusk này hình như là hoàng hôn rồi, hôn bị ám à, ám ấy. Cái hai từ này tôi vừa mới học hôm trước luôn. Rồi trang phục này thì chúng ta sẽ quay giống như trang phục cái này chúng ta sẽ đánh ô chữ đó, chúng ta sẽ qua 6 ô, nếu mà tới ô thứ 6 chúng ta mở được thì chúng ta sẽ được skin này, giống như cái skin đám cưới, skin váy cưới của Blood Rose gì, Blood Rose, giống vậy. Rồi tiếp theo là skin Luna thì chúng ta sẽ được free skin này, bởi vì skin này nó thay đổi ngoại hình. Event chúng ta sẽ có event hành trình của một ngôi sao hội họa. Đây là cách chúng ta có thể nhận được skin của Luna, mặc dù mày Luna có một cái skin màu trắng rồi. Bên cạnh đó chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình chương số 30 ở Elisarim, cốt truyện chính nhá. Vùng đất Vĩnh Hằng, nó phải vùng đất xưa cũ, vùng đất Vĩnh Hằng nhầm đấy. Rồi event tích nạp về giới hạn bla bla, mấy cái này thì dành cho mấy ông pay to win, còn nhiều phần thưởng khác thì mấy cái này hình như là điểm danh ngày hoặc là event gì đó. Rồi cập nhật hệ thống tân thủ mới, chúng ta sẽ có như gọi là ưu ái hơn một chút. Éo thì sao mà mày nó cho mà mày Fallen Rosemary, cho Fallen Rosemary tôi chưa full chấn đấy, cay éo chưa được. Ok, về vùng đất xưa cũ chúng ta sẽ có hai nhân vật mới là Hakololi luôn, là Grisel và Bomanda. Hai nhân vật mới trong bản phiên bản 5 chúng ta sắp tới, và
chúng ta sẽ có thêm một số ấn tăng cường của trời sao và giới luật. Vậy thôi, bạn nó 5.8 chỉ tóm gọn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ leak một chút về thông tin của bản 5.9. Thì ở bản 5.9 chúng ta sẽ có bao gồm là các skin bãi biển. Chúng ta sẽ bao gồm có hầu có các skin bãi biển của đào này, đào nào tôi quên mỡ rồi. Các bạn thấy tôi quên mỡ rồi. Đào skin của một con Sakura này. Skin bãi biển của rắn này, skin bãi biển của mèo, con mèo là con Paradophilus và Elisa. Đó, thì chúng ta sẽ tổng cộng có 4 skin bãi biển và hình như là free hết vậy. Hết tôi ấy, biết. Cái này thì tôi chưa cập nhật thông tin nhá. Nên mọi người cứ hình như là free. Bởi vì Elisa chắc free bởi vì nó không thay đổi hiệu ứng. Chắc free. Pado chắc là cũng móc là free. Còn nói chung là hầu như mấy cái skin bãi biển hầu như là free nhé, kể cả mấy trang phục bikini và mấy trang phục bãi biển của Honda Pack làm ra hầu như free, nên tôi mong là nó vẫn giữ được là tiêu chí là cho người chơi free những skin bãi biển. Chứ đã phải vô liên quân mày tìm cách mọi người quay ra skin bãi biển như có vai ôn bãi biển hôm trước tôi mới đổi 20 đá quý thôi, cay cả chỉ được, mặc dù 20 đá quý giờ thùng rác nhé. Rồi sau cái vụ đó là chúng ta sẽ có, tôi nhớ không nhầm là boss mới, đúng rồi, bản 5.9 nó sẽ có boss mới, đó chính là boss của Cosma dạng rồng nhá, Cosma dạng rồng, một con boss màu xanh xanh nước biển, một con rồng lộn. Đó, thật ra thì ở bản 5.9 tôi vẫn chưa gọi là có hay đúng rồi, nhân vật mới nữa quên mẹ tôi không đề cập. Nhân vật mới của bản 5.9 đó là mẹ cô nàng Vivi. Và sau khi phải trải nghiệm bản 5.8 hoặc là đọc truyện các thứ thì mọi người sẽ biết là Vivi nó ác rồi, không phải vì nó ác. Tại vì HOC mẹ mày HOA rồi. Đấy đéo có HOA không? Cái mẹ. Nói chung là nhiều HO quá, tao bị ho. Và gameplay của con Vivi thề tôi nhìn người ta chơi nói chung là cũng sướng. Tôi thì không có phần ở trong play beta test nên là thôi dẹp mẹ đi nhá. Mấy ông dạo gần đây mấy ông cũng hỏi tôi sao tôi ra ít clip vậy. Đúng phải tại nó tại vì hôm qua nó có quá nhiều content để làm nên là tôi không thể nào tôi ra clip liên tục được. Còn mẹ gameplay mà mấy ông muốn coi livestream mấy ông qua Marison á, ổng hay livestream ngày nào cũng live. Tôi thì thôi dẹp mẹ mấy cái vụ livestream đi. Lười rồi, máy yếu rồi, giờ live cái gì nữa. Đợi khi nào tôi bấm laptop rồi tôi live. Nhé, nói chung mà 5.8, 5.9 cũng chỉ có như thế thôi. Nói chung là 5.8 này chúng ta có tổng cộng là nhân vật mới, trang bị mới rồi thứ. Còn 5.9 chúng ta sẽ có 4 skin bãi biển nè. Một nhân vật mới, hình như là con, cái con Vivi tôi không biết, Vivi tôi không biết là AHS nhưng mà tôi nhớ mình chắc là S. Gameplay của nó khá là vui và cũng kiểu nó thú vị á. Từ là S. Còn boss Cosma thì nó mới ra nên từ từ để tìm hiểu cho coi. Nói chung đánh cứ đánh thì tôi sợ đéo rồi. Nha. Thôi và mai là ngày 26. Mà mong là mai mình sẽ lên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mình lên mình tham gia mình sẽ đi festival ở trên Hồ Chí Minh và mình sẽ có một cái vlog ở trên đó. Thì mình sẽ hồi lần này mình sẽ không cosplay. Đây là lần gọi là mình sẽ đi lên trên đó mà mình sẽ không cosplay nhé. Có thể lần sau mình sẽ cosplay. Ok. Rồi, bạn đó thông tin bản 5.8 và 5.9 thế thôi. Nói chung thì bản 5.8 mà chúng ta chẳng có gì nhiều. Nói chung mình cứ chơi tàn Honkai cũng chẳng còn gameplay nữa. Nếu thì cũng thật ra về sắp tới cái event hành trình của ngôi sao hội họa thì thấy mấy ông chơi vui. Còn lại tôi chẳng thấy cái event nào mới là chơi vui cả nha. Thôi clip chúng ta sẽ tạm dừng đây. Xin chào và mời ngày mai nhé. Ông nào mà hên mai tôi không có play nên là mai mày tôi đi chắc là gọi là sẽ đi chay và gặp được. Tôi về sẽ nghĩ là tôi sẽ gặp được ông nào cơ, nhưng mà éo tôi chỉ nhận ra đâu có thằng nào biết mà tôi đâu. Thôi nha,
Nếu mai có mai ông nào mà có hên mà đi festival thì lại lên video của tôi, bởi vì hôm mai hình như tôi sẽ có làm một cái vlog ấy. Có phải làm chứ, lần đầu đi festival. Thôi, xin chào mọi người nha.